hô hô hả? Ai xuống nhà vậy? Ông nào? Chơi ông nào dám? Chơi cho khai trời. Trời đi giúp ông. Nè. Dạ. Ăn cơm của ta mà hại ta hả? Thì đó nè, ta mới nói ăn cơm chúa múa tối nhà. Tại sao múa quá trời múa luôn? Thôi nó chỉ là cứ nhắm mắt lại đi. Còn mình đứng thôi. Nè. Nghe lời ta, đi xuống chân núi chờ ta đi. Ta làm xong cái nhiệm vụ này là ta xuống. Rồi hai thầy trò mình dọn về cung đội nhớ lên. Xuống chân núi chờ ta đi. Thiệt con. Thiệt. Nhưng mà đừng gạt ta nha. Còn... biết rồi mà đi. Thì nói chứ ta đẹp lắm đó. Đi chị xuống chân núi đi đâu vậy? Thì chân núi ở đây nè. Không, chân núi ở này. Chân núi này nè. Rồi nhìn nhớ lên. Ui. Đi về bỏ đây. Cẩn thận nha. Mà tử. Đợi giờ chứ kia kia. Xuống chân núi chờ ta. Dạ. Này là Quỳnh Linh ơi. Dạ. Quả thật là ta với nàng có duyên tiền định. Dạ. Cho nên gặp nàng ở đây là lòng ta nghe sao xuyến trong lòng. Sao xuyến? Vậy thì trước khi ra về. Dạ. Ta sẽ tặng cho nàng một nụ hôn. Hôn hả? Để gọi là kỷ niệm ngày ta cùng nàng hẹn hò. Cảm ơn hoàng tử. Truyền cho thiên kiếp mau đàn dân. Đêm qua hương sẽ chung cùng. Trong tình yêu thủy chung. Lòng ta ngấu đông khi đào hoa sắc chúc chàng một thân kỳ lân tiếng sao niềm thương nghe mau lời ai nói xuyến sao trong lòng lòng ta quá đau rồi thì ta đã buông đây không nha nhìn trước đi hông chàng phải nói chàng phải nói một câu. Sao muốn hỏi nàng điều vậy chứ trên khuôn mặt của nàng á cái môi của nàng nằm đâu vậy? Cái môi nằm đâu hả? Cái nào mà nói chuyện mà nó mở ra mở vô đó là cái môi đó. Cái chỗ này nghe hả? Sao ta nhìn ta giống cái hàng rào quá vậy? Thôi được rồi vậy để bây giờ á chàng phải hôn thiếp mà chàng phải nói nè Ngọc Kỳ Lâm yêu quý của anh đâu. Dễ mà. Khi dạ. Mà tình yêu đến với nhau rồi thì không nói yêu đương nào đâu khó. Dạ. Là nhắm mắt lại đi. Là ta nói rồi ta hôn nàng nha. Nhắm mắt hả? Nhắm mắt lại. Trời ơi đó giờ không có trai hôn. Giờ nhắm mắt để cho hôn. Mà từ đó giờ ta cũng chưa bao giờ ta hôn một người con gái nào hết. Ủa? Là người đầu tiên đó. Vậy hả? Làm thấy hồi hộp quá. Vậy nàng nhắm mắt lại đi. Vậy thiếp nhắm mắt nha. Hoàng tử hôn đi. Thiếp đợi nè. Nàng nhắm chưa? Dạ nhắm rồi. Sao nàng nhắm với nàng mở giống nhau quá vậy? thấy mắt rồi. Giờ nhắm lại. Thiếp nhắm nha. Ôi khuôn mặt của nàng. Ôi dáng ngọc cành của mái môi cây tiêu mỗi dọc dừa con mắt mày lá hôn bắt đầu ta hôn nha chàng hôn chàng nhớ nói nha ta nói nè dạ Ngọc Quỳnh Lâm ơi dạ ơi ta nhìn nàng lòng đã sao xuyến ta đếm 1 2 3 ta hôn nha 1 chuẩn bị ta hôn nè môi kề môi má kề má 2 ta hôn nè Ngọc Kỳ Lân ơi nàng thở nhẹ nhẹ thôi nàng thở mạnh quá ta tưởng đâu thở chuẩn bị 2 rưỡi nè 2 7 nè 2 8 nè là ta về gặp lại các hiệp hội ngõ hầu từ tạ.